Ngày 8 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc phối hợp Công an thành phố tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật an toàn giao thông năm 2023 cho cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn phường Châu Phú A. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ hội viên phụ nữ được nghe phổ biến về thực trạng an toàn giao thông, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, hậu quả để lại của những vụ tai nạn giao thông và phương hướng giải pháp giảm thiểu tình trạng xảy ra tai nạn giao thông hiện nay đồng thời thông tin nhanh về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, tác hại của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, nghe hướng dẫn một số quy tắc và cách ứng xử của văn quá khi tham gia giao thông, tìm hiểu các quy định của pháp luật, quy định về xử phạt hành chính khi vi phạm luật giao thông. Trước thực trạng về an toàn giao thông thời điểm hiện nay, công tác thường truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một trong những biện pháp rất cần thiết nâng cao ý thức cho cán bộ hội viên phụ nữ về kiến thức văn hóa kỹ năng xử lý ứng xử trong các tình huống khi tham gia giao thông nhằm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm 2023.